Hey yo, xin chào bạn đã quay trở lại với FA Channel. Hôm nay mình đã quay trở lại đây. Tiếp tục lại một cái series gọi là sao nhỉ? Review những con hàng hot nhất tập kích. Và bây giờ mình sẽ review lại con hạc Nguyễn Trung Dũng này cho các bạn xem. Thì đây là một trong những con hạc VIP nhất tập kích, cũng như là nếu mà so sánh với là những game khác thì giá trị nạp tiền con hạc Nguyễn Trung Dũng này phải nói là trên mình nghĩ tầm 2 tỷ bạc. 2 tỷ đã rót vào game tập kích. Ok. Thì các bạn nào muốn mua phụ kiện điện thoại hay là mua bất kỳ thứ gì liên quan đến phụ kiện điện thoại, loa Bluetooth, có thể liên Shopee của mình. Link ở mua hàng ở phía dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Shopee của mình nhé. Ok, chúng ta sẽ nói qua xem con hàng này có gì hot. Mà sau khi quay trở lại, sau khi mà mình nghỉ tút khoảng tầm 2 tháng, mình quay trở lại mình lại bắt đầu review con hàng này. Thứ nhất chính là full bộ M39. Đây là một trong những cái set súng, một trong những con đầu tiên mà có thể full bộ M39 anh em. Full, nhấn mạnh là full bộ M39, những cây M39 nào mới nhất đều có trong con hạc này. Ví dụ như mình có ở đây chính là Dragon AK47 M39, AVKP M39, Dead M39, Blood Knight M39, Storm Knight, Storm Knight M39. Wow, và cả Dragon Super V M39 nữa. Dragon Gatling Gun M38. Tại sao con này chưa lên M39 nhỉ? Mình nghĩ là có lẽ là chưa có update sự kiện M39 nha anh em. Có 62 mảnh rồi, mình nghĩ là thời gian gần đâu nó sẽ lên M39 thôi. Vấn đề đó chỉ là thời gian. Con hàng tiếp theo mới update ngày hôm qua đó chính là con Trigger, con M39 mà mình đã có đề cập ở nhiều cái comment rồi. Con này phải nói là bá đạo nhất tập kích, với cái khẩu sóc lọ mà sát hại lên tới 128, đam dồn 6 sao. Ok, nãy giờ mình nói qua thôi, nhưng mà chắc chắn anh em, nhiều anh em không để ý về số lượng kim cương cái hạc này đang sở hữu. Bây giờ 49.179 kim cương, tương đương với số tiền là tầm 49 triệu, gần 50 củ. Số kim cương trong cái hạc này mình không dám phá, đụng vô một phát trừ tiền là xong, thôi xong. Đời em coi như toi, tiền đâu mà trả, bán cửa hàng chắc. Về mặt nhân vật, mình bỏ qua nói cái kho đồ cường hóa nhá, mình sẽ nói về nhân vật trước. Thì phải nói là hạc này là một trong những hạc full nhân vật đầu tiên của cả server. Nhân vật hầu như nhân vật quái nó không có. Đó, các bạn thấy không? Đủ các thể loại nhân vật luôn. Có nhân vật lên tới 10 triệu. Như các bạn đã biết thì có nhân vật lên tới, combo nhân vật lên tới 10 triệu. Như nhân vật thắm với cả hồng, gì bích gì đấy. Zombie có kinh công. Người sói chưa có. Thế là người sói anh em không kiếm từ đâu ra nhỉ? Tại vì mình thấy hồi trước có anh em chơi người sói rất là nhiều. Nhân vật, nói chung là những cái mà nhân vật đã có thì cực kỳ nhiều luôn. Đấy, chơi không hết. Về auto robot thì anh em khó là phải đề cập luôn. Đợi tí nhé, mình sẽ điều chỉnh độ đánh sáng màn hình, độ sáng màn hình cao lên cái cho nó dễ nhìn. Đấy, auto robot này, kho. Thì các bạn có thể thấy được rằng là anh Dũng đang sở hữu trong một trong những cái hạc auto robot có số lượng robot nhiều nhất tập kích. G2 như này, mình không biết tên đọc là gì. Optimus Prime level 30, hầu như là level 30 hết, quá VIP luôn. Skin vũ khí thì cũng quá là nhiều. Súng Canon 45mm H2A3. Nhưng mà đa số mình nghĩ là từ khi ra chế độ auto robot này thì anh em chơi ở chế độ auto robot rất là ít. Chủ yếu là ở giai đoạn đầu thì các bạn chơi còn nhiều, nhưng mà bây giờ thì hầu như là ghép rank auto robot chả thấy ai luôn. Về mặt thiên phú đương nhiên là full rồi, cường hóa cũng full hết, và thuộc tính gia thành cũng full toàn bộ, lôi hồng nộ kim bá quần què gì đấy là 100% full. Nhiệm vụ này rất tiếc hồi anh Dũng mới chơi tập kích thì chưa có nạp lấy cây AVP này, không thì cũng đã full luôn rồi. Ok, thì mình bây giờ sẽ xăm cho một tí về cái bảng xếp hạng xem anh Dũng đang ở top mấy. Hồi trước mà mình review cái clip cuối cùng là clip cách đây khoảng tầm 6 tháng thôi, thì điểm cường hóa của anh Dũng tầm 3.500 điểm. Còn bây giờ thì để xem nào. Rồi, đâu rồi, quân hàm này, TZ hổ ca 120,
cường hóa súng. Cường hóa súng bây giờ anh dùng nó lên tới 44.147, số điểm rất là cao. Cao hơn người đứng nhì đó chính là Zio Zawa, chắc Clan Zawa này. Hoặc Clan GP Box cùng anh em ở bên bên Japan cả. Đấy, 44.147 điểm. Ngọc thì lên tới là 1.988. Anh em không biết một số, anh nghĩ mình nghĩ là anh Dũng không muốn nâng cấp nữa. Tại vì sao? Tại vì là con số mà 1988 chính là năm sinh của anh Nguyễn Trung Dũng, cho nên là anh Dũng không muốn nâng cấp nữa và để lấy con số cho nó đẹp. Đợi những cái gọi là sao nhỉ, những cái đợt update lớn thì mới tung ra thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ xăm soi những khẩu súng sáng năm mà anh Dũng đang sở hữu. Những khẩu súng bình thường kia thì mình đã nói quá là nhiều rồi. Ví dụ như cây để ra còn AK-47M39 này. Đó, sát hại 35, xạ tốc 90, tinh độ 484, ổn định 90, cơ động 39. Lượng đạn tới là 39/78 viên. Wow, có cả Ngọc S nữa. Đây, các bạn thấy là chỗ mình rất là ồn. Mình nghe lúc buổi trưa giờ là gần 2 giờ chiều rồi để làm clip cho anh em, nhưng mà vẫn rất là ồn. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Ok, một trong những cây AK mạnh nhất của tập kích có Khảm Ngọc Iwick cây que que cái hẹn gì đấy. Nói chung là có chức năng cận chiến. Đừng bao giờ cho mình đọc anh Vân. Đây là con AKP-M39. Con này cũng ra khá là lâu rồi, cách đây khoảng tầm gần cả tháng rồi cơ. 170 sát hại này, xạ tốc 8, tinh độ 100, ổn định 67, 68, cơ động là 29, độ xuyên 60, xạ tình 200, đạn là 18/36, dòng bài full vạch, quá khủng tởm luôn. Deadline 39, đây một trong những con hàng mà mình khá là thích, bắn tính toán cực kỳ êm. Nhưng mà sức hại nó là thua con AK, tại vì con này xả đạn cực kỳ nhanh, nhưng mà AK nó xả đạn thấp cho nên là bù qua sát lại thôi, được cái này mất cái kia. Tốc 117 các bạn thấy không ạ? Còn con AK được cái con này thì xạ tốc chỉ có 90 thôi. Thua là tới 27 điểm. Đó. Đang zoom cực kỳ mạnh. Hôm sau mới chắc mình phải làm một cái clip săn zoom bằng cây Deadline M39 quá. Nhìn hai cây Flatline M39 và cả AKP-M39 thì mình thấy là nó tương tự như nhau, không có gì khác biệt lắm. À, Storm M39 này. Xạ tốc vẫn cực kỳ khủng tởm. Đây là một trong những con có xạ tốc nhanh nhất của tập kích, 137 điểm xạ tốc. Được Khảm Ngọc S rất là nhiều, 3 viên Ngọc S của mình hết. Rồi mình S này, đặt mình S này, Flat S này, hầu như là bất tử mẹ luôn. Chúng ta sẽ nói tới cây mà mới ghép lần này, đây chính là cây Trigger Dragon M39. Đây là Trigger Dragon M39, ngoại hình cực kỳ đẹp. 128 điểm sát hại, 25 điểm xạ tốc, tinh độ 74, ổn định 95. Quá thông số, quá là VIP luôn. Và 6 vạch đam zoom, trong đấy thì chưa Khảm Ngọc nhiều. Đây, anh Dũng mới nâng lên hồi tối hôm qua thôi. Bây giờ thì mình sẽ lên xem cây Dragon Super V. Tại vì máy mình hơi lag do mới úp phần mềm mới, có lẽ nào tí nữa mình sẽ chạy vào phần mềm cũ nhá, tốt hơn để quay clip cho anh em. Dragon Super V 29 sát hại 30, xạ tốc 124, hơn cả con Dead anh em. Con này xạ tốc hơn cả con Dead nhé. Tinh độ 74, ổn định 116. Đó, thông số toàn VIP thôi. Ok, mình sẽ không sân si nhiều nữa, vào đi vào test luôn con Trigger Dragon M39. Dưới này còn rất là nhiều các súng khác, các đang ngồi hóng lên M39 đây. Ví dụ như cái Dragon M451, M38 này, Furnace Nam M38 này, Fire Dragon M38 này, Dragon Slayer M36, con này khá là VIP rồi. Furnace Fire Knight M38 này, Dark Knight M38 này, Holy Knight M38 này, Guardian M38 này, Inhibitor Knight M37 rồi. Chắc chắn tương lai gần thôi nó cũng sẽ lên M38 thôi. Mình sẽ qua con Dragon M38 này. Con này chắc chắn khi mà update liền một phát là lên M39 luôn. Cực kỳ ngon. Mình cái tuần sau hoặc tuần sau nữa sẽ lên M39 thôi anh em ạ. Ok,
Ok, dưới này cũng không có gì nhiều. Sự event nào cũng nộp, sự kiện nào cũng có mặt của anh Dũng hết. Chuyện này anh em yên tâm là vũ khí nào cũng được update thường xuyên. Chúng ta sẽ vào đấu chế độ đấu đơn để test thử con hàng Dragon M3 Triple Dragon M39 nhé. Máy nó hơi lag, thế này mình test qua mà chế độ auto bot thôi, bắn zombie thôi, bắn bot thôi. Nếu các anh em muốn mua phụ kiện có thể liên hệ với lại H2O Shop ở dưới phần mô tả video trên Shopee để mua những sản phẩm giá tốt nhất. Mình cũng có quà tặng cho những bạn nào mua hàng bên mình, cho quà rất là nhiều. Ok. Mình trong cái map nó quen thuộc một tí, ví dụ như là map hành lang. Hành lang đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ test thử khả năng chiến đấu của con Dragon Trigger Dragon M39 này. Một lần nữa anh em nào muốn mua phụ kiện điện thoại có thể liên hệ với lại phụ kiện H2O ở bên dưới phần mô tả video. Mình có bán rất là nhiều phụ kiện điện thoại, bên sang cửa phòng cũng như là cũng như là ốp lên cường rồi chứ nha. Ok, test thôi. Đấy, mình còn chưa kịp điều chỉnh các phím điều hướng cơ. Có thể là cực kỳ lag luôn. Ui. Đấy là đi, mẹ lag quá như mình. Hầu như sắp phát nào chết phát đấy, cho dù khoảng cách nó hơi xa cũng chết luôn. Rồi, một lần nữa xin chào anh em. Tại vì máy nó lag quá mình không nên chơi nữa, tại vì bây giờ nó nóng máy lắm rồi. Cảm ơn anh em xem clip của mình, nhấn like và đăng ký để ép cái channel nhé. Bye bye.